Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Với các anh em thì có lẽ bàn phím cơ hiện nay trên thị trường có rất là nhiều rồi. Thì những cái bàn phím cơ thì có một số anh em yêu cầu đó là những con nào mà có chỉ cần có LED và có thiết kế nhỏ gọn là đẹp một chút và có đi kèm với chuột luôn. Nếu như bạn nào mà chưa có combo cả chuột cả phím á, thì có lẽ đây là một cái lựa chọn sáng giá. Với tầm giá của nó chỉ khoảng tầm chưa đến 600 ngàn nữa mà đã có đủ đầy đủ combo phím chuột và có cả một chiếc bàn phím cơ ở đây. Thì mình sẽ cùng review xem thử con này có những gì đặc biệt nhé. Rồi, ta sẽ đi về cái phần vỏ hộp. Đầu tiên thì con này là con Medio RX920. Con này thì nó sẽ là gồm combo cả chuột cả phím. Bên ngoài đóng hộp khá là đơn giản thôi. Nó sẽ có in hình cái bàn phím với cả con chuột ở trên đây. Chúng ta có thể nhìn thấy trước. Một thiết kế kiểu TKL, tức là nhỏ gọn, không có phím số. Thì ở đằng sau chúng ta sẽ có một số các cái thông tin cơ bản của về con bàn phím này. Ví như đèn LED nền này, nó dùng switch blue. Có các nút chức năng media, multimedia trên phím. Đồng thời con chuột cũng có LED và cũng có logo của thằng Medio luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ khui hộp luôn con này. Con này thì có cách đóng hộp cũng rất là chắc chắn, vỏ hộp khá là dày. Ở trong đây thì chúng ta sẽ có hai khay, một khay đựng chuột bên này và một khay để đựng phím. Con phím cũng được bọc túi chống sốc rất là kỹ. Ta lấy phím ra. Con chuột cũng sẽ được gọn gàng ở trong một cái khay bên cạnh như thế này, khá là nhỏ. Ngoài ra trong hộp chúng ta sẽ không còn kèm theo bất kỳ thứ gì khác. Vứt hộp sang một bên. Đây chính là chiếc bàn phím, bộ combo của chúng ta, bộ combo Medio. Về cái thiết kế của con này thì nó thuộc dạng dòng TKL nên sẽ không có bàn phím số ở bên tay phải, mà nó chỉ có 87 phím và sẽ có cả phím mũi tên ở đây. Con này thiết kế thuộc dạng rất là gọn gàng rồi và nó có cây bằng nhựa nha các bạn, hoàn toàn bằng nhựa luôn. Như thế này, thiết kế theo kiểu đường xuôi từ trên xuống dưới. Và bên cạnh bên của nó sẽ được vát cao lên như này, dốc lên, cho nên là ở đằng sau chúng ta sẽ không thấy có các cái lẫy để nâng phím nữa, mà nó sẽ có độ cong nâng sẵn cho mình rồi và bấm rất là thoải mái. Thì con này nó sẽ có dùng blue switch. Để mình thử gỡ cây cáp lên cho các bạn xem. Dùng blue switch. Blue switch thì các bạn cũng biết rồi, nó sẽ khó phát ra tiếng clip khá là to và bấm nghe tiếng kêu tắt 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 tắt. Nếu như mà các bạn sử dụng trong môi trường mà không được phát ra tiếng ồn hoặc là dùng chung với lại phụ huynh thì tốt nhất là không nên dùng blue, vì về ban đêm thì nó sẽ tiếng nó sẽ rất là to. Về keycap của con này sẽ được vẫn là sử dụng double shot hai lớp như thế này, cho nên các bạn yên tâm là sẽ không phải chữ theo thời gian. Đồng thời thì nó cũng sẽ làm được khá là dày. Cái cáp của con này thuộc dạng rất là dày các bạn. Và cái bề mặt của cái cáp cũng sẽ làm được màu nhám như thế này, cho nên nó sẽ không có hiện tượng gọi là bám vân tay hay là bám mồ hôi. Cái cáp của nó được làm nhám. Cái mặt trên cũng là hoàn toàn bọc nhựa nên sẽ được hạn chế cái việc đó là mình bị giật nếu như mà máy PC của các bạn bị rò điện. Con này vẫn có hỗ trợ đèn LED nền, bao gồm đó là LED rainbow, thì mỗi hàng một màu, thì nó mình sẽ bật lên cho các bạn coi. Ngoài ra dây cáp của con bàn phím này thì chỉ là dây cáp bọc nhựa chống rối thôi, bọc nhựa khá là dày, cao su rất là dày, và nó sẽ có con này nó sẽ có con này thì nó lại không có hỗ trợ cái đầu chống nhiễu, cái con nam châm chống nhiễu. Thì chúng ta sẽ đi vào cái con chuột của bộ combo này. Con chuột của bộ combo này khá là đơn giản, thuộc dạng nhỏ nhắn thôi, chứ không có to. Và chắc kết hợp với những bạn nào mà tay nhỏ hoặc là dùng thích thể loại cầm finger stick với lại claw.
Con dù thì có vẻ như được trau chuốt hơn với cái dây cáp của nó được làm bằng bọc dù và dây cáp rất là dài. Và ra con này nó cũng không có cái nam châm chống nhiễu luôn nha các bạn. Đó là toàn bộ về cái vẻ bề ngoài của con này. Thì bây giờ mình sẽ cùng cắm đèn led lên cho các bạn xem. Đây, sau khi cắm đèn led của bộ này lên thì chúng ta sẽ thấy được là cái đèn led của con này hỗ trợ là đèn led rainbow thôi chứ không phải là đèn led RGB. Rainbow tức là mỗi led của nó sẽ có theo mỗi hàng của nó sẽ là một màu led cố định chứ không có thay đổi. Đó, thì nó sẽ có 6 hàng và 6 màu led như thế này, chạy dọc từ trên xuống. Đèn led cũng con này cũng khá là sáng, đủ để cho mình có thể chơi được vào ban đêm mà thoải mái. Đó. Ở đây thử thí mặt ngang của nó chúng ta sẽ thấy có đèn led gầm hai bên như thế này, màu đỏ, nhìn cũng rất là đặc biệt. Nếu như các bạn là để chơi vào ban đêm thì nhìn từ xa là rất là ok, và đặc biệt là nếu mà phù hợp với những cái bạn nào mà thích cái kiểu dáng nhỏ gọn mà lại không quá cồng kềnh. Ngoài ra thì con chuột của nó cũng hỗ trợ đèn led luôn, nhưng mà chỉ là đèn led màu xanh thôi, và nó cũng có điều chỉnh DPI ở đây và có hai nút bên cạnh để mình có thể tùy chỉnh được thành các nút riêng biệt khác nhau để hỗ trợ cho game của mình. Ở đây thì con này nó dùng Blue Switch, thì mình sẽ tí nữa mình sẽ gõ thử cho các bạn nghe cái tiếng của nó. Và cái chế độ LED của con này thì không có nhiều, nó chỉ có chế độ Brightening tức là chớp tắt như thế này, và chế độ bình thường là sáng hết thôi. Chính vì vậy mà con này có giá khá là thấp so với lại những cái thằng TKL khác, và nó sẽ vẫn hỗ trợ Multimedia VFN và từ F1 đến F12 nhé. Cái này thì các bạn có thể mình có thể mua về mình thử sau. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra cái tiếng bấm của con này. Rồi, bây giờ mình sẽ gõ qua một đoạn văn bản trên con bàn phím này. Các bạn cùng nghe nhé. Đấy là những cái phím khi mà dùng con này. Thì con này có cái điểm trừ đó là các cái nút start này thì rõ nó vẫn còn nghe thấy tiếng của lò xo nhưng không được hay lắm. Riêng thì các cái phím bấm chữ, các nút bình thường thì gõ nghe vẫn rất là đã tai và có độ nảy tương đối lớn, với lại cái phím bấm thì khá nhẹ nên là khi các bạn bấm thì có cảm giác là thoải mái mà không bị mỏi tay quá nhiều đối với Blue Switch. Thì với giá của con này khoảng tầm chưa đến 600.000 thì quả thực là một món rất là hời rồi, vì mình còn có cần cả con chuột nữa. Thì nếu mà bạn nào muốn mua một bộ mà không cần phải suy nghĩ nhiều thì có thể mua con này với giá rẻ. Thì các bạn có thể click vào link bên dưới phần mô tả mình để lại để mình mua cái bộ này nhé. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like và subscribe giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.